Rồi cho xe vô bộ cũng bài. Cho thêm tí cho con nha. Chúng ta đứng lên luôn nha. Cỡ luôn. Hết cỡ luôn. Rồi đó. Hai chị bạn luôn. Rồi vừa rồi. Rồi. Xe đứng lên. Xe đứng thẳng lên luôn. Đi sát vào luôn. Ừ đó. Vừa không có con dây rồi ta. Con dây bật lại ngon chứ. Hết sức rồi, bên mình không làm được. Mới xuất viện và 1 À, anh Long gọi điện thoại anh Long gọi điện thoại cho anh Tiến đi chạy ra. Anh đang trên nhà anh Hùng á, gọi cái anh chạy ra liền à. Hôm qua em mới xuất viện, nó không vô được, mới nhập viện xong mà. Việc là có quyền nếu có thiếu người nữa. Má nó còn lên một chút nữa thôi mà không lên được. Tại vì em biết bây giờ em vô cũng không lên được nữa, tại em có sức đầu vô. Em mới nhập viện xong rồi. Đầu tay trong độ á, nhập viện luôn. Đâu mày. Mày này bán được 3 cái cây kia là hả? Cái nào anh? Cây tàn bay, anh mua 3 cây đó mà không? Tàn bay á hả? Cái cây mà đặt tự nhiên đây là chúng ta chúng ta. Người ta mua chứ. Không mà lên đó là nó bảy rồi chứ sao kỳ vậy ta? Nó với cái gì không? Điểm nó ghi không lên nổi, điểm nó ghi không nổi. Mạng này tao đu hết cỡ rồi thôi. Nhà cần quá, nhà cần quá, nhà cần quá. Đèo thêm con heo nái tạ nữa rồi. Đấy chỉ cần thêm khoảng chừng hai nực khoảng chừng 30 kg nữa là lên tốt. Còn 50 kg rồi. Cái bầu này nặng khoảng nhiêu anh Long, 500 kg không? Cái này khoảng cả cây cả tàn khoảng dừng có gần tấn. Một tấn hả? Cứ tính khoảng khối đất đi. Khối đất đi. Khoảng tấn rồi. Bầu này 1m34 rồi sâu 6-7 phân. Đây là 1m3. Còn mấy cái cây nữa. Chắc anh tấn. Cái này ba thằng duyên đúng không Long? Đúng rồi, nó đóng nó một tàn luôn. Dạ. Càng ngon giờ cũng hơi mệt đó. Nửa cây của bộ tàng cũng mệt đó. Ở đầu 10 năm rồi tháng này đi tới 8-9 rồi. À, đây này ngày xưa người ta đào, người ta trồng một nước dĩa này. Cây này cũng như bên cạnh. Và cái rễ nó còn đang dĩa này là bắt đầu cái này cắt đây. Cắt đây.
89 giờ. À, đấy đấy nó tại đây mà nó quay buồn trên này. Nhưng mà đây đang lợp. Cái này là đang lợp. Cây này là cái cây này nó xếp đá lên này. Mình ở trên tô đá này khoảng 40 phân mà nó đo được 50. Chúng ta đi coi ngay nè. Có ai lên kìa Nam ơi? Đúng. Phải không? Đúng rồi. Dạ. Ông vô nó lại phát mày đó. Dạ. Mày đó, khỏe lắm. À dạ anh. Ông lại hú qua đây anh Long. Không biết đâu. Rồi, biết mà. Mà... à, còn một miếng nữa không, không được lên. Mấy lần tới rồi nó không lên thôi. Dây dù hả anh? Kia kia anh Năm chạy vô trong cái nhà đây thử coi anh Long. Cái nhà tôn nó cuối cùng á. Thẳng thẳng luôn Năm ơi. Đúng rồi vô luôn Năm ơi. Cái nhà tôn cuối cùng á. Có không? Nhà tôn nó có không? À, alo em nghe anh Mạnh ơi. Dạ dạ 120 viên ra ra nhanh giúp em nha, đang đợi anh nè. Dạ cố gắng giúp em nha, cố gắng giúp em nha. Dạ dạ. Dạ dạ đợi em anh đó dạ dạ.
bỏ cho xem. Ô cục đó là chồng lên. Cái đó đi. Chiều vừa đẩy chiều. Rồi rồi giờ thải coi nó có nhỏng không, đã từ từ. Thôi ngon rồi đấy. Rồi, quay quay lấy cục canh kìa. Rồi, đi. Cầm vô vô cái như nội dung các bạn vừa xem á, thì đây là các anh em đang cố gắng dời cây mai cũng lớn các bạn ạ, tính luôn cả bầu với tàn luôn thì khoảng 1 tấn các bạn nhé. Yeah.